bánh cầu vồng, donut ngôi sao, mì ý cầu vồng và đám mây giòn. Hãy cùng xem cách làm bánh ngon nhất cho Kỳ Lân trong video mới này nha. Kỳ Lân cầu vồng và Bloom là cặp đôi phép thuật hạnh phúc. Tình yêu của họ tỏa sáng với tất cả các màu sắc của cầu vồng. Họ thật đáng yêu. Họ thậm chí còn vẫy đuôi vì hạnh phúc. Kỳ Lân và Bloom dành tất cả thời gian của họ với nhau. Họ thích vui chơi và ăn uống hơn bất cứ điều gì. Và bắp rang ngọt là món ăn vặt yêu thích của họ. Cho vào nồi 100g đường, 22ml nước và 44ml siro ngô lỏng. Thêm 155g kem và nấu hỗn hợp lên. Chia siro thành các phần và thêm các màu cầu vồng từ màu thực phẩm. Cho bắp rang vào siro caramel, trộn đều lên. Trộn bắp rang cầu vồng vào một tô. Bắt bắp rang mình làm nè. Ăn như vị caramel cầu vồng vậy. Nhưng có vấn đề là chúng mình bỗng dừng hết bắp rang rồi. Muốn ăn nữa. Cùng đi xuống bếp và làm đồ ăn mới thôi nào. Trong bếp, Bloom giới thiệu em gái của mình với Kỳ Lân. Đây là Ruby. Chào em, chị là Kỳ Lân. Ruby thấy rất khó xử ngay lúc này. Và bạn ấy thích mặc đồ màu tối. Trong lúc này, Bloom đã bắt tay vào làm. Điều quan trọng nhất trong công thức đặc trưng của anh ấy là không lộn xộn các thành phần, hoa dại, sợi màu hồng và một số viên kẹo. Nướng cho đến khi nó chín. Xong rồi, đây là bánh sandwich cầu vồng. Cho màu thực phẩm vào phô mai kem. Phủ bánh mì khô với phô mai màu sắc. Đặt các lớp theo thứ tự mà màu sắc của cầu vồng. Thật là đẹp quá đi. Sandwich cầu vồng rất là ngon. Đẹp quá. Kỳ Lân, ăn thử đi. Ruby là người duy nhất không tin vào tài nấu nướng của anh mình. Sao có thể ăn cái sandwich đó được chứ? Mình sẽ không đụng vào nó đâu. Toàn chất bảo quản không à. Và Bloom đã không rửa hoa trước khi nấu. Vậy em muốn ăn gì hả, Ruby? Hai người gặp may rồi. Đầu bếp thật sự ở ngay trong bếp đây. Em sẽ nấu món tráng miệng ngon tuyệt. Đánh kem bằng máy đánh trứng. Chia thành các phần. Cho màu thực phẩm cầu vồng vào. Cho kem vào các túi bắt kem. Xếp bánh khúc khét thành hình cầu vồng. Bánh khúc khay chín rồi. Sao nào? Công thức bình thường thôi mà. Chờ đã, phép màu mới bắt đầu thôi. Ruby đang làm cái bánh khúc khét cầu vồng khổng lồ. Các dải cầu vồng dần dần xuất hiện. Và mây xanh nữa. Ta-da! Wow, giỏi đó Ruby. Kỳ Lân đã phê duyệt rồi đó. Và nó ăn rất ngon. Ăn nào. Mọi người ăn một miếng cầu vồng nào. Ngon quá à. Bloom tội nghiệp. Bạn ấy đang ghen tức và giận dữ. Bạn ấy đã thấy ai đó nấu ăn giỏi hơn mình. Bloom ơi, bình tĩnh đi. Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Giận thì sẽ hết dễ thương đó. Đây, uống chút nước đi. Nhưng sự tức giận của bạn ấy đã làm nước sôi luôn. Từ từ đã, anh trai. Anh nên dùng sự tức giận của mình. Nấu sôi nước để làm mì ý cầu vồng đi. Cho màu thực phẩm vào nồi nước. Nấu mì spaghetti trong nồi nước màu. Bạn có thể nấu spaghetti nhiều màu khác. Và để vào đĩa và tạo thành một vòng xoắn ốc cầu vồng. Thôi đủ rồi. Cảm ơn sự giúp ích của anh nha Bloom. Mì ý cầu vồng đã xong. Thơm quá. Ăn ngon nha. Ăn nữa Bloom. Mì ý sặc sỡ quá. Nhưng mà Bloom vẫn còn giận. Gia đình Kỳ Lân đang nảy lửa. Anh trai và em gái đang cãi nhau trong bếp. Nó đang nóng giận lên rồi. Cuộc chiến Kỳ Lân đầu tiên sắp bắt đầu. Bloom ơi,
lấy một ít đá cầu vồng và hạ nhiệt đam mê đi. Cho màu thực phẩm cầu vồng vào soda, rót vào khuôn làm đá. Làm hết khuôn đá bằng màu cầu vồng và cho vào ngăn đông. Đá cầu vồng, tại sao? Mặc dù Lườm nhớ bài học ba mình đã dạy, luôn luôn giữ cái đầu lạnh. Cảm ơn ba. Để vài viên đá lên đầu thật sự rất tuyệt. Lương bình tĩnh lại rồi. Ruby, hãy thử đi nào. Đá cầu vồng sẽ làm dịu những cảm xúc và suy nghĩ nóng nảy đấy. Ba kỳ lân chắc không có ý đó, nhưng những viên đá đã làm được việc rồi. Tệ là anh em họ vẫn còn giận nhau. Này mọi người, ai ở trên đó vậy? Vị thần kỳ lân hả? Các con nghe đây, Lươm sáng như ngôi sao, và con Ruby nhẹ như đám mây. Đã hiểu chưa? Dạ ba, nhưng anh em họ chỉ hiểu theo nghĩa đen. Cuộc chiến nấu ăn của kỳ lân sẽ lớn lắm đây. Họ dùng tất cả các thành phần trên thế giới. Lươm và Ruby đang nấu gì đó rất là hay. Chúng ta hãy đợi xem họ nấu món gì nha. Dùng khuôn cắt bánh cắt ngôi sao từ bột men nở đã làm sẵn, chiên bột trong dầu. Để bánh ngôi sao đã chín lên giấy ăn để thấm bớt dầu thừa đi. Nấu chảy 100g sô-cô-la trắng, cho màu thực phẩm vào và thêm 30ml kem sữa béo ấm lên. Trộn đều và nhúng bánh vào màu phủ nào. Cho màu phủ cứng lại, rồi vẽ mắt và miệng bằng màu thực phẩm. Làm các ngôi sao màu khác nữa. Lươm đã làm bánh donut dễ thương nhất thế giới. Những ngôi sao đang cười nè, dễ thương chưa? Và Ruby đã làm những cây mây cầu vồng. Đánh bông 5 lồng trắng trứng để có bọt dày. Dần dần thêm nước chanh, đường vani và 200g đường bột. Chia hỗn hợp ra và thêm màu thực phẩm. Để vào túi bắt kem. Bóp bánh trứng tròn lên khay nướng đã lót giấy nướng bánh. Để các xiên gỗ lên chúng. Nướng bánh trong lò nướng trong 4 tiếng với 160 độ. Kỳ lân, hãy ăn thử mây của em này. Nó rất nhẹ, thơm và giòn. Chị thích đám mây trên que gỗ hay không? Thử hết đi kỳ lân. Ngồi sau nữa. Ngon quá đi. Lươm, Ruby, hai người đều thắng. Không được, thần ai nấy lo. Hãy bắt đầu vòng 2 của cuộc chiến nấu ăn. Không thể ngừng những bạn kỳ lân lại được. Căn bếp đang bị rung chuyển về tài năng của họ. Bạn cần giúp gì không? Chuối! Đây, của bạn đây. Này, kỳ lân không ăn chuối bình thường. Bình tĩnh nào, trùng hợp là có sơn xịt chuối ngay đây. Giờ ta có thể biến chuối thành cầu vồng rồi. Chọn màu bạn thích đi. Có chuối rồi. Giờ hãy tiếp tục cuộc chiến thôi nào. Sắp hết giờ rồi. Và các bạn kỳ lân đã sẵn sàng trưng bày ý tưởng. Đây là thạch cầu vồng. Đun 88ml sữa trong nồi. Thêm đường và đường vani. Thêm màu cầu vồng vào sữa ngọt. Và thêm gelatin hòa tan vào. Rót lớp gelatin màu đầu tiên vào khuôn và để vào trong tủ lạnh. Chờ lớp đầu đông hoàn toàn, rồi rót lớp khác lên, lại để vào trong tủ lạnh. Rót 7 lớp thạch dần dần thành cầu vồng. Gì? Anh cướp ý tưởng của em hả? Không, ý của anh. Ồ, cha kỳ lân muốn gửi một vài thông điệp thông minh một lần nữa. Các con, nếu chỉ một mình, con sẽ dễ bị gãy như cây tăm. Nhưng cùng nhau các con sẽ mạnh mẽ hơn. Wow, ba luôn đúng.
chúng ta nên kết hợp thạch lại và ta sẽ có một bông thạch lớn. Thạch cầu vồng đại diện cho tình bạn. Chà, hãy cùng xem kiệt tác vòng chung kết. Chúng ta có thể làm gì đó hay ho cùng nhau. Dụng cụ đã sẵn sàng. Lương, không đúng. Xin lỗi nha. Và bắt đầu thôi. Phủ bánh bông lan với kem sữa tươi. Chồng lên làm bánh lớn hơn. Phủ bên ngoài cái bánh bằng kem. Bên ngoài cắt lớp luôn nha. Lăn đường phân đan trắng thành một lớp mỏng. Phủ lên cái bánh. Nấu chảy 50 g kẹo xốp bằng lò vi sóng. Thêm 100 g sô-cô-la màu xanh đun chảy. Khuấy nhanh trước khi nguội. Nhồi khối mềm này. Giống y như đất sét sô-cô-la vậy đó. Định hình nó thành cái vòi với một tay cầm. Nối các miếng lại bằng sô-cô-la. Gắn cái vòi lên cái đũa. Và gắn lên cái bánh. Làm màu cầu vồng như ta đã làm cho bánh đù nết. Cho vào túi bắt kem. Cho màu phủ lên bề mặt bánh. Làm thành các phần. Để màu chảy xuống các cạnh bên. Gắn túi kẹo Skittles rỗng lên đầu vòi nước. Che cây đũa lại bằng màu phủ. Wow, cái bánh cầu vồng như một kiệt tác vậy. Đẹp quá. Kẹo Skittles đang rót thẳng vào vòi nước. Có hay không? Tình bạn đúng là phép màu mà. Hãy thử ăn bánh thôi. Người thì thích ăn bánh, người thích ăn vòi nước. Chúng ta giỏi quá đi. Ăn thôi nào. Bạn thích đồ ăn kỳ lân này không? Hãy bình luận ở dưới bạn sẽ nấu gì nha. Bánh đu nết ngôi sao, cupcake cầu vồng hay cái bánh tuyệt vời. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ ý tưởng kỳ lân mới nào trên kênh Trôm Trôm nha.